Chưa? Ủa, chiếc này Tấn mua hả? Không phải chưa còn nó sẵn hả? Tưởng đâu còn nó sẵn. 17.000. Mà nó chạy bằng gì? Sẵn. Ôi xăng luôn hả? Tưởng đâu chạy bằng điện chứ. Ôi đây với là hai thứ luôn. Đất lớn quá, đất mấy cái rừng nữa luôn à. Cày đó hả? À, mày mua cái đó để làm gì? Gà người ta đã lấy rồi nên mình không có cơ hội để coi người ta lấy gà, nhưng mà ngày mai ngày mốt mình đi qua bên trại bên kia của người bạn của em của người chủ này, mình sẽ quay cái gà cho mọi người coi trại gà ở Mỹ như thế nào, người ta làm như thế nào. Này 7 chuồng gà một cái, một chuồng này người ta nuôi được là 40.000 con gà chuồng gà. Cái trại gà này á 5 triệu đô. Tính diện tích đất á, thì 170 acre đất.
phòng này hả? Cái phòng này là phòng gì đây? Control. Phòng control hả? Nước hệ thống nước này. Đi vô trong cái xuồng á. Đây nè, ở đây hết mình set up. Ví dụ như mình ứng cái gì là mình làm hết tất cả quạt hay cái gì là mình set up hết. Đó, mình cho fit. Ăn ở đây yes, nè. Fit nè. Fit là mình đưa ra cái hen nè. Dạ, dữ vậy. Cái đó fit nè. Rồi, bữa giờ hốt tiền ngon lắm. Nhiều lắm. Dù cho thích chứ. Cái này là người thầy tớ làm nè. Cái này phải làm. Có 3 hệ thống là cái này xong rồi relay, xong rồi backup. Có 3 hệ thống, nghĩa là cái này hư. Cái vô sổ nữa hả? Cái này mình nhảy thì nhảy. Ba cái hương là sổ rồi. Ngày nào bắt gà như con chết thì kêu là ghi vô. Như vậy đây hết à. Cái này là cái phần. Hả? Phần chết như người chết nhiêu? Một chết là chết như đây đó hả? Hả? Ngày chết nè. Ôi trời, một tuần mà chết nhiều vậy. Nó một đây là một tuần nè. Ờ. À hả? Một tuần nè. Cái này hết tuần thứ hai nè. Mỗi ngày ở đây cũng là nguyên một tuần cộng lại. Nhưng mà thường thường cái tuần đầu nó chết nhiều sau gà này hả? Ồ có trứng hả? Không, nó chỉ cho tôi biết cái bệnh của cái gà. Ồ, nên gà này cái này là cái chụp mình nhìn thì biết là nó bệnh hay là mình nhìn như cái hiện tượng đó. Đúng rồi, đây nè, nhìn là biết bệnh rồi đó, gà bệnh. Đó, cái này mình đi vô cầm trô nè, cái là mỗi ngày mình vô làm đây. Filter chiến lên, filter vô đây. Ồ, đây filter gì? Còn có đi giếng cái giếng. Giếng hả? Giếng bự dưới. Cái này là đồ ăn nè, chứa đồ ăn hả? Wow, 4 thùng luôn hả? Hả? Một chuồng 2 thùng. Một đợt kìa nó ăn là 2 triệu phao. Vậy mà nó chạy xuống tuốt dưới kia luôn hả? Xem sao hay. Đúng không? Này, thằng này á đổ đây nó chạy vô trong chuồng. Thằng này đổ chạy vô chuồng này. Cứ mỗi chuồng 2 cái.